Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2017. Các vị thấy là hết một năm 2017 rồi nhé. Tính ra từ ngày Hòa Thượng, ngày chịu trách nhiệm về trong năm cái chùa tới hôm nay được một năm rồi hả? Hơn một năm rồi. Thế nhưng mà chừng nào thế nhưng mà chừng như là chúng ta vẫn chưa có làm gì được nhiều đối với công trình tu học của chúng ta. Và ngày tháng thì nó đi qua vèo vèo, nó không có dừng lại, nó chờ đợi đâu. Và thưa đại chúng, là cứ mỗi một lần các vị nhìn một ngày đi qua thì các vị biết rằng là mình trồng thêm một ngày của tuổi thọ. Cũng hàm nghĩa thứ hai là mình mất đi một ngày của đời sống. Thực ra tới một lúc nào đó thì ngày tháng nó đến với chúng ta không có hàm nghĩa rằng là nó đi tới, mà mình đang đếm lùi nghe. Đếm lùi. Cái điều này đôi khi mình sống từng ngày, do vì đời sống mình quá nhiều bận rộn cho nên mình quên. Trong khi các vị hình dung rằng là cái thời gian, cái quỹ tuổi thọ của chúng ta thì nó không tăng, mà nó giảm từng ngày theo với mỗi một lần Tết đến. Và cái điều này, thưa các vị, dường như là đối với dân Á Đông hoặc là những vùng quốc gia chậm tiến, dường như ngày tháng nó dài hơn đời sống của chúng ta nơi đây. Đời sống chúng ta nơi đây chừng như là ngày tháng nó qua nhanh hơn là đời sống của những người ở những vùng quốc gia, nó ít có tất bật, không có bị áp lực đời sống đè nặng. Do vậy cho nên ngay bản thân mình nghiệm ra từ ngày mình ở Mỹ tới giờ, mình mới thấy là mình quên thời gian rất là dễ dàng. Lây quay một tuần, rồi lây quay là mất một năm. Và thấm thoát là ở đất Mỹ 17 năm đi qua rồi nè. Mình không ngờ rằng là thời gian nó qua nhanh như vậy. Rồi cái chuyện tức cười, một hôm mấy đứa đệ tử mình hỏi: thưa thầy, thầy ở lâu vậy mà tại sao tới năm nay thầy mới chịu chuẩn bị thi quốc tịch vậy? Mình cười ngất rồi nói: thầy đâu có nghĩ thầy sống dai dữ vậy con. Thầy cứ tính rằng sống vài năm chết mất rồi, cho nên đâu có buồn lo cái chuyện học hành thi quốc tịch làm chi. Và cho tới năm nay thì cái ông tổng thống Trump này ông mới làm khó dễ, cho nên thầy nghĩ rằng chắc mình còn sống thêm mấy năm nữa, cho nên thôi chịu khó học cái thi quốc tịch với người ta. Chứ bằng mà dễ như ông Obama thì không có đời nào thì tính cái chuyện thi quốc tịch cho nó mất công. Và thưa các vị, riêng các vị thì không biết làm sao, nhưng mà bản thân mình nhìn lại những người bằng hữu mình á, dường như là sanh cỏ đã nhiều người nghe. Một số còn lại thì đã lụm cà lụm cụm đi phải chống gậy, có khi là phải có đệ tử đồ tôn nó nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là chừng như là chúng ta ở trên cái vùng đất nước phát triển này, chúng ta được tạo cho cái điều kiện bận rộn nó dây quanh. Do vậy cho nên chúng ta không để ý đến ngày tháng nó đi qua rất là vội vàng, nó không có đợi chờ. Đây là điều thứ nhất. Mỗi lần gặp các vị thì tôi đều rất là lo lắng và quan sát thử coi những cái bà già đã từng ngồi đây học với mình có lên trên bàn thờ ngồi hay không. Mình rất là lo ngại. Thưa các vị, là điều này nó lộn lẽ thật nha. Mình đi dạy Phật tổ nhiều năm, mỗi buổi học pháp thì có một bà Phật tử rất ư là chí tình và hay đặt những câu hỏi rất hay. Thế rồi bẵng chừng một tháng đi ngang qua mình không có lên dạy. Thế rồi tới buổi dạy mình hỏi, chứ cái bà Phật tử hay hỏi mình những câu hỏi nó giúp cho các vị sáng được vấn đề và tu tập đó. Bà nói: bữa nay tại sao không đi học vậy? Thông thường thì mình ít để ý ai, nhưng mà cái người hay hỏi hay lý sự với mình thì tự nhiên là mình có một cái sự quen mặt nha.
Ta nói thưa thầy thì không để ý bạn ngồi bên cạnh đó. Nó ngồi ở đâu? Quá ra là ngồi trên bàn rồi thưa các vị. Rồi từ cái điều này thưa các vị là chúng ta nên có cái nhận diện rằng là cứ mỗi một ngày các vị để nó trôi xuôi thì các vị luyện đời sống tuổi thọ mình nó vào hư vô. Cho nên điều đầu tiên xin lưu ý rằng là mỗi ngày đi qua mình phải làm được cái gì cho chính mình, bằng không thì kiếm lại thì giờ không có được. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai thưa các vị là trong truyền thống mật thừa có những vị sư rất là dễ thương, mà không biết mình đã kể cho các vị nghe chưa. Có một người đạo sư cái truyền thống mật thừa tên là Ngài Naropa. Dường như mình có kể cho ở đây ở đâu đó không biết. Tôi nghĩ chắc có khi các vị nghe là các vị quên mất. Ngài Naropa. Thưa đại chúng là ông cụ này, ông là một người làm dường như làm nghề đan đát thì phải. Thế rồi một hôm ông nghĩ rằng cứ làm một cái việc rằng là đan đát những cái giỏ bán để kiếm tiền sống qua ngày, chừng như là cuộc đời nó rất là tẻ nhạt, nó rất là buồn chán. Vô lý một đời người, rồi cứ làm ra một chút công việc kiếm mớ tiền sống qua ngày lay lắt rồi đợi tới cái chết đến với mình, thế thì rất là phí phạm. Cho nên ông mới phát nguyện lành rằng là ngay một đời này ta phải tu thôi. Thế rồi giao lại cái sự nghiệp đang nát của ông lại cho người nhà, bắt đầu lên đường tìm đạo. Nghe người ta bảo rằng có một vị đạo sư của truyền thống mật thừa tên là Ngài Tilopa rất là giỏi. Thế rồi ông bỏ mất 5 năm để tìm gặp Ngài Tilopa. Thưa các vị là tới chừng tìm gặp bậc thầy mà ông vô cùng ngưỡng mộ. Đó là vị thầy trong trái tim của ông từ lúc ông phát tâm đi tu cho tới lúc gặp nghe. Ông phủ phục lại trước mặt Ngài và nước mắt chảy đầm đìa. Ôi con tìm thầy mất 5 năm rồi. Thầy đúng là bậc thầy nhân duyên lành xui khiến con để con gặp. Ông thưa các vị, Ngài Tilopa, Ngài rất ư là hung hãn và cũng là một vị thầy nổi tiếng là thô bạo nghe. Thay vì vị thầy thấy người hết lòng đối với con đường tu học và đánh lễ mình thì người ta tối thiểu thì cũng phải nói những lời nó dễ thương, ngọt ngào. Ông cụ này thì ông không có hành xử vậy. Ông lấy chân dầm lên đầu cho một cái, ông nói bá láp, bá láp. Ai là thầy nhân duyên của mi, dẹp đi. Và rất ư là nhẫn tâm như vậy, thế rồi bỏ đi một mạch thôi. Thưa các vị là Ngài Naropa không vì lý do bị ông thầy ổng đối xử một cách thô bạo như vậy mà nản Bồ Đề Tâm nghe, mà thối Bồ Đề Tâm. Mình mà gặp cái trường hợp như thế này thì chắc là mình quay lưng về, mình làm cái nghề đan đát lại kiếm sống ngoài ngày còn hơn là đi tu, phải không? Nhưng mà với con người này thì không như vậy. Quyết một lòng tu rồi, quyết lòng là phải tìm vị thầy này để học đạo. Thì dù cho có gặp nhiều cái cư xử tàn tệ hơn, ông cũng phát tâm lành là phải học với vị thầy này thôi. Thế cho nên ta cứ lẻo đẻo theo sau vị thầy thôi. Ông cụ kia thì ông cứ hiên ngang đi, ông không cần biết gì đến một cái tên đệ tử, nó hết lòng nó đi theo cả. Và tới giờ thì Ngài Naropa, Ngài ôm bát, Ngài khất thực về trải tòa ngồi, dâng cơm lên, đảnh lễ thầy, cung kính mời thầy thọ trai. Cụ kia thì mời thì ngồi ăn, nhưng mà 10 năm không hề nói đến tên, không hề gọi một tiếng. Tôi không biết ở đây các vị có kiên nhẫn như vậy hay không thì tôi không biết nha. Nhưng mà thông thường mình đến chùa mà mấy thầy mà nhìn mình bằng con mắt hững hờ, không có hỏi thăm thì mình cũng cảm thấy là khó chịu và đi chùa khác cho nó khỏe, chứ không mang chi mà tới cái chùa đó chỉ cho nó mệt. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là 10 năm lẻo đẻo theo chân thầy, dâng cơm hầu nước, trải tòa ngồi, múc nước rửa chân, khất thực đem cơm về. Ấy vậy mà ông không buồn nói đến mình một tiếng, không buồn gọi tới tên. Thế rồi nhân duyên nó cũng đến là một hôm Ngài đi khất thực, gặp nhầm một cái dịp rất may mắn là gia đình người ta làm lễ cưới.
tự nhiên họ nấu món cà ri rất ngon, thế rồi người ta cúng dường một bát cà ri. Ngài mang bát cà ri về, cung kính là trải tòa ngồi, múc nước cho sư phụ rửa chân. Rồi ông cụ ta, tức là ngài Tiloba, ngài lên, ngài thọ trai xong, ngon quá, cái đến nay món cà ri cũng vi sinh về ngon đó, vi sinh cho ta một bát nữa đi. Các vị hình dung rằng 12 năm, 10 năm, thầy không nói một tiếng. Cho tới một hôm ăn một bữa cà ri rất ngon, cho nên gọi tới tên và sai đi xin tiếp một bát cà ri nữa. Và ngài Naruwa, ngài mừng giống như là từ cõi trời được chư thiên quan tâm tới, mừng vô cùng, tại vì 10 năm không được nói tới tên mà. Thế rồi ngài vâng, con xin đi xin một bát cà ri cho sư phụ. Thế rồi chạy tới cái nhà đám cưới kia lại xin thêm một bát nữa. Các vị hình dung rằng là nhà người ta cưới xin, người ta đãi khách khứa, chứ có phải là nấu cho mấy ông thầy tới khất thực đâu. Gia đình người ta biểu môi, người ta bảo rằng là cái ông thầy tu này đúng là tham thiệt, tham ăn quá, một bát cà ri còn chưa chịu, bây giờ lại tới xin thêm bát nữa là sao. Thế nhưng mà rồi ngày cưới xin, người ta đang vui, cho nên người ta không nỡ làm cái điều là buồn lòng người khác, cho nên lại múc thêm một bát cà ri đem về. Cụ Tiloba nhà ta, cụ ngồi cụ chứng hết một bát cà ri nữa. Rồi sau đó cụ nói này, 10 năm qua ngươi lẻo đẻo theo ta, ta không nói một lời, mi có buồn không vậy? Ngài Naruwa, ngài phụ phục, ngài đánh lễ, nói dạ bạch thầy, con không buồn. Thầy đã dạy cho con cái đức kiên nhẫn vô cùng là tuyệt vời. Con học với thầy đức kiên nhẫn, và hôm nay xin thầy từ bi mở cửa pháp cam lộ dạy con để con tu tập. Ông nói được, ta truyền mật pháp cho mi. Ngoài mật pháp ta dạy cho mi thì ta có một bài pháp kệ ngắn dạy cho mi. Thế rồi ông cụ dạy cho một bài kệ ngắn. Thưa các vị, bài kệ ngắn đó cái mình thấy nó bằng cái văn xuôi, nó hơi khó nhớ. Do vậy cho nên mình tổng kết nó lại để thành một bài thi kệ cống hiến cho các vị, để cho các vị dễ nhớ nghe. Mình tóm nó lại thế này: chỗ nào còn trói buộc, chỗ ấy còn khổ đau. Chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn. Chỗ nào còn ước mơ, chỗ ấy còn sinh diệt. Và chép mấy câu tặng cho các vị nhân cái buổi thọ bát hôm nay cuối năm, tặng một bài thi kệ. Viết xong cái là chúng ta hồi hướng được, đủ rồi. Bây giờ mình chép bài kệ nè. Kể của ngài Tiloba. Cái này gọi là pháp ngữ nha. Tiloba. Chỗ nào còn trói buộc, nơi ấy còn khổ đau. Chỗ nào còn yêu ghét, ghét gì trúng ở trật đây lâu quá rồi mình dạ giết trúng rồi mình lại sợ nó trật, giết lại trật lắc thiệt. Chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn. Chỗ đó còn giới hạn, chỗ nào còn ước mơ. Chỗ đó còn sinh diệt.
Và thưa các vị, Ngài Tiloba nhà ta, Ngài sinh năm 988 và Ngài tịch năm 1069. Bao nhiêu năm? Sống dài ghê hả? 81. Tính thử rồi. Cái điều đầu tiên mình gợi ý ra đây là thế này, đó là thế nào là trói buộc nhé. Thế nào là trói buộc? Mình đi vô một chút vậy thì các vị thấy là chúng ta tháo được cái điều nào thì chúng ta có được an lạc, có được hạnh phúc điều ấy ngay. Thưa các vị, là hình như đời sống chúng ta, điều thứ nhất là mình mà cắt hết mọi trói buộc, mình không có sống được. Dường như nó là như vậy. Trong đời sống bình thường, người ta quan niệm rằng là hạnh phúc nó có được do vì người ta có nhiều sự trói buộc với nhau. Đó là nguyên tắc. Các vị ràng buộc mình bằng tình cảm yêu thương với người hôn phối của các vị, ngang nó đủ chưa? Chưa. Nó chưa đủ để chúng ta hạnh phúc. Do vậy cho nên chúng ta kiếm những người, những chúng sinh bé nhỏ sinh ra trong đời sống chúng ta. Thế là những chúng sinh bé nhỏ đó, nó được ta nuôi cho tới trưởng thành là cả một quá trình rất là dài và mình chưa hài lòng nghe. Khi nó trưởng thành, khi nó rời tổ, khi các vị là những người chim già, tổ trống, các vị cũng năn nỉ con nó mang cháu nội về, cháu ngoại về để cho các vị tạo thành cái sự liên hệ mới để có được cái sự an ủi nhất định. Nếu tuổi già mà không có những sự liên hệ như vậy, dường như mình không sống được. Mình cảm thấy buồn, chán, ủ ê. Thưa các vị, cái điều này nó là nguyên tắc của mọi đời sống. Và những người Mỹ, họ nghiên cứu điều này kỹ lắm nha. Họ nghiên cứu rằng là những cái viện dưỡng lão trên đất nước này, nếu khéo thì nên làm một cái lớp học, tức là một cái trường tiểu học bên cạnh những viện dưỡng lão, thì những người già bệnh kia, những người lâm vô tình trạng gần đất xa trời kia, có thể nhờ cái năng lượng tuổi trẻ của những em bé vô tư, nó chạy đùa, nó la lối, nó cợt cười ấy, vậy mà họ sống thêm những 10 năm nữa. Thế là một cái thử nghiệm thứ hai. Thưa các vị, là có một cái dạng như được sinh hoa ở gần vùng Loát cách đây nhiều năm, người ta thử nghiệm rằng là để bớt đi những nhân viên đến chăm sóc những người lâm vô tình trạng sống thì sống thực vật đó, họ mới chế ra những cái loại máy để có thể nâng đỡ người bất động đó, nâng đỡ lên, nâng đỡ xuống, tắm rửa, giặt giũ, vân vân. Tức là họ thay cái sự chăm sóc của con người bằng sự chăm sóc của máy. Thế rồi cái điều tội nghiệp xảy ra là họ phát giác rằng là tới mới thay đổi trong vòng 3 tháng thôi mà cái tử vong trong cái tình trạng đó, trong đời sinh hoa đó, thưa các vị, nó cao gấp 4 lần so với sự chăm sóc của con người. Thế rồi khám phá ra rằng là chừng như dù là một đời sống thực vật, thế nhưng mà còn có bàn tay con người chạm vào, thế thì còn có thể giúp cho người ta có được cái xúc cảm nhất định, có sự thương yêu nhất định, ở sống còn, ở tồn tại. Còn nếu dùng máy móc mà chăm sóc, chừng như là nó rất là vô hồn. Cho nên những người lâm vô tình trạng bất động như vậy, sống thực đời sống thực vật như vậy, họ chết rất sớm. Từ những cái điều mình kể, thưa các vị, xin thưa lại một điều rằng là căn bản của đời sống đó là mọi sự liên hệ. Mà liên hệ là chi? Liên hệ là ràng buộc nghe. Ràng buộc mình với người. Và đây là một loại nguyên tắc.
Thưa các vị là không có một đời sống nào không có sự liên hệ nhất định với bao người xung quanh mà có thể tồn tại được. Từ nguyên tắc của đời sống vật lý bình thường cho đến nguyên tắc của đời sống tình cảm nó là như vậy. Cho nên đừng nhìn bằng cái góc độ của một người tu tập, hãy nhìn cái góc độ con mắt bình thường trong đời sống gia đình, thì các vị nhận ra điều này để các vị tu tập. Nguyên tắc là thế này. Thưa các vị là ví dụ như mình sống giữa đời sống gia đình, mình là bố, là mẹ, là ông, là bà, mà nếu mình bị tẩy chay, tức là bị khai tử lúc mình đang sống, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Buồn đủ chết, buồn đủ chết nha. Mình sống giữa gia đình này, con này, vợ hoặc này chồng, thế nhưng mà vì một lý do gì đó người ta quay lưng lại với mình, người ta không chống đối ra mặt, không đuổi mình đi, nhưng mà người ta khai tử mình lúc mình còn đang sống dưới nhà. Thế thì các vị không sống được. Các vị tự nhiên là cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn chán, là các vị cũng chết. Do vậy cho nên yếu tố ban đầu đó là ta hãy biết rằng đời sống này nó là sự liên hệ chằng chịt đó. Sự liên hệ này nó làm thành đời sống, làm thành niềm vui, làm thành hạnh phúc. Mặt trái của nó làm thành cái chi nữa? Làm thành chi nữa? Nó hai mặt nghe. Mặt thuận với đời sống bình thường đó là làm thành hạnh phúc cho các vị. Nhưng mặt trái của nó là làm thành nỗi khổ, làm thành sự bất hạnh, làm thành sự chịu đựng nghe. Và có một câu nói mình hay nói đó, rằng là đời sống gia đình được gọi là hạnh phúc đó là do vì các vị khéo sống với nhau thôi. Đời sống gia đình nó là một con thuyền lắc lư, nghiêng qua nghiêng về. Khéo là đừng làm cho nó chìm thuyền, còn vũng thì làm cho nó chìm. Chìm nghĩa là chi? Bất hạnh đến một mức độ nào đó người ta không chịu đựng được, người ta chia tay, gọi là chìm thuyền. Và chừng như là thưa các vị, đời sống này người ta sống với nhau được là do vì người ta có một 50%, gọi là 50% chịu đựng nhau, hoặc 50% hy sinh cho nhau, dẹp bớt bản ngã của mình để có thể chấp nhận được người kia. Thế thì được gọi là đời sống hạnh phúc. Chứ không hề có một đời sống nào được gọi là đời sống hạnh phúc hoàn toàn theo cái suy nghĩ của ta cả. Đó là điều thứ nhất ở mặt cạn. Về đời sống bình thường thì các vị biết rằng là không một đời sống nào có thể cách ly được mọi sự liên hệ mà tồn tại được. Ý thứ hai, cũng từ điều này mình khai triển một điều rất quan trọng, đó là chi? Các vị muốn cho đời sống của mình hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường, các vị phải làm cái chi được là căn bản? Được làm cái chi? Thưa các vị là giống như các vị đi buôn vậy, các vị muốn có lời thì các vị phải đầu tư tiền, phải không? Các vị muốn hạnh phúc, các vị phải đầu tư cái chi? Đầu tư hạnh phúc chứ. Mình muốn người ta thương mình phải thương người ta, cái này là nguyên tắc ạ. Không có cái chuyện là tôi không thương mà thiên hạ thương tôi được, phải không? Các vị muốn người ta nhường nhịn các vị phải làm chi? Nhường nhịn người ta. Các vị muốn đời sống các vị hạnh phúc thì các vị phải làm hạnh phúc cho người nghe. Còn nếu các vị không làm hạnh phúc được cho người mà các vị mong muốn hạnh phúc đến với các vị thì đừng có hòng. Chuyện đó không thể xảy ra. Chuyện không xảy ra. Chắc như vậy thôi. Thưa đại chúng là mình có một anh Phật tử và lâu lâu mình hay dẫn anh ra để làm cái ví dụ. Thưa các vị, anh nói rằng là con có quan niệm đời sống rằng là với người xa kẻ lạ không mắc mớ chi làm phiền họ, mắc mớ chi làm buồn lòng họ, mắc mớ chi thù oán họ, tại vì dính gì mình đâu. Thế rồi với người thân với con, với người trong gia đình của con, như vợ, như con của con, họ là những người gần gũi với mình, làm họ buồn thì mình buồn nhiều hơn họ, chọc họ giận thì mình khổ hơn họ, làm cho họ bất an sầu não thì mình càng bất an sầu não hơn. Cho nên không vì lý do gì mình làm cho người thân mình bất hạnh cả. Nguyên tắc sống của con hồi xưa tới giờ như vậy. Do vậy cho nên con nằm xuống là con ngủ liền này. Con bảo rằng là ngủ nghe. Vợ con có hát cái lương chuyện vợ con, nhưng mà con cứ ngủ mà vô cùng dễ ngủ. Và chừng như là lái xe đưa vợ đi,
hỏi vợ chứ bao nhiêu phút tôi ra đẩy xe cho bà bỏ đồ lên xe vậy? 15 phút, nhớ nghe, 15 phút không phải đến đón tôi à? Nó đúng, tôi hẹn đúng 15 phút. Thế rồi gục đầu xuống vô lăng xe ngủ đúng 15 phút, thức giấc vô đón vợ ra. Nói tôi phục anh luôn, sao anh có thể ra lệnh cho cái đầu anh hay vậy? Nói có gì đâu thầy, ngay từ bé con đã có một cái quan niệm về đời sống như vậy, như con vừa nói với thầy này. Tức là không lý do gì để cho cái buồn, cái phiền nó dính vào tâm thức, khi đó là những người không liên hệ với ta. Càng không lý do gì mình trách cứ, buồn phiền hay giận dữ đối với những người thân của chính ta. Tại vì người thân của ta mà làm họ buồn thì ta buồn gấp hai lần. Do vậy cho nên đời sống con vô cùng thanh thản, 80 ngoài tuổi. Nhưng mà thưa các vị, rất trẻ trung, rất khỏe mạnh. Dường như mùa đông thấy anh mặc cái áo phong phanh mình phục luôn. Mình thì mặc hai ba lớp rồi còn thấy lạnh, anh thì không có. Áo sơ mi tay ngắn thôi, rất là phong độ. Thì các vị hình dung coi là nguyên tắc của đời sống là như vậy nha. Nếu ta không cho ra sự thương yêu thì ta không có khả năng đón nhận được sự thương yêu. Nếu ta không đầu tư hạnh phúc của mình để nuôi người cho có hạnh phúc thì các vị không tìm nó ra hạnh phúc lại hồi báo lại cho các vị nha. Đây là tầng thứ nhất, nói về nguyên tắc đời sống là ràng buộc đó, chưa đạt đến ngôi vị thánh, còn ở thân phận phàm phu. Thì ta nên biết rằng là tất cả mọi người dù thầy tu cũng luôn có sự liên hệ nhất định, ràng buộc nhất định với bao người nhé. Các vị hình dung rằng là các thầy luyện đời sống mình vào chùa xuất gia, các thầy tách hết mọi cái sự ràng buộc với người Phật tử được ư? Sao không tách được? Sao không tách được? Này miếng cơm, này miếng nước, này ngôi chùa, này mọi cái sinh hoạt đời sống bình thường, thưa các vị, đều có sự tương giao nhất định, nhân quả nhất định giữa các thầy và các Phật tử mà. Rồi các Phật tử dù cho ghét với ông thầy lắm, nhưng mà tới một lúc nào đó mình lâm vô cái tình trạng khó khăn như là tật bệnh, ốm đau, hoặc là gia đình mình có người mất, thế là mình làm chi? Văn hóa Việt Nam tối thiểu bố mẹ mất cũng có tiếng tụng kinh chứ. Vô lý mình gói cái xác lại, cái mình lấy vô lò thiêu, thầm lặng mình làm việc vậy à? Phải có bà con, phải có thân hữu, phải có Phật tử bạn bè tới tiễn người đi chứ. Thế thì cũng phải chạy tới chùa, không chùa này cũng chùa khác. Ghét cái chùa Phổ Đà lắm thì cũng phải chạy tới cái chùa nào gần đây, ví dụ như là chùa Bát Nhã, chùa Huệ Quang. Thì các vị làm sao mà tách mình được khỏi những cái sinh hoạt rất ư là bình thường. Thế thì thưa các vị, từ nhân gian cho tới đời sống trong đạo nghe. Từ đời sống vật lý cho tới đời sống tình cảm nghe. Rồi sâu hơn đời sống tình cảm, thưa các vị, đời sống tâm linh. Các vị nghĩ rằng là mình đọc một trang kinh của Phật dạy, là mình theo cái phương pháp của Phật dạy trong kinh, mình có thể tọa thiền, mình có thể chứng được thánh quả chăng? Có khi không đơn giản như vậy. Nó cần có sự liên hệ nhất định của các bậc thầy đã đi trước mình trên con đường tu tập. Các thầy có những cái kinh nghiệm nhất định trên con đường thiền định công phu, hoặc là mình niệm Phật thôi. Thì cũng có một số những vị tiền bối của mình đi trước mình, họ có công phu tu tập và niệm Phật, họ truyền đạt lại cái kinh nghiệm cho mình để mình đỡ vất vả một mình mày mò nhé. Thưa các vị, thậm chí một bậc tổ là ngài Lục Tổ Huệ Năng, là bậc thông tuệ đó, sinh ra là có thể hiểu được thiền, hiểu được đạo. Thế nhưng mà tới chừng phát tâm lành xuất gia để kế thừa chánh pháp, để làm cho chánh pháp được hưng thịnh, thì ngài cũng phải quỳ phủ phục xuống các vị luật sư thọ giới lại, để làm một thầy tu đàng hoàng, chứ có phải là chứng quả, chứng thiền rồi trở thành tổ rồi mà không có quỳ trước các vị sư phàm tăng để thọ giới sao? Lịch sử rõ ràng nghe. Cho nên cái câu mình xin thưa đầu tiên là thưa các vị, đời sống là một sự ràng buộc, là sự liên hệ về đời sống vật lý.
từng miếng ăn của các vị, từng ngụm nước của các vị, từng cái áo của các vị là sự liên hệ. Tình cảm của các vị là sự liên hệ. Rồi đời sống tu của chúng ta, tập tè làm Phật tử cũng là sự liên hệ. Mình thọ tam quy ngũ giới, mình học một trang kinh. Đời sống cao hơn là đời sống tâm linh ta hướng thượng. Ta muốn thăm dò vào con đường tu tập để đạt được niết bàn, đến giai đoạn bất tử. Thưa các vị, cũng là sự liên hệ. Mà liên hệ thì nó luôn có hai chiều nhé. Một chiều đó là chi? Một chiều đó là ràng buộc. Một chiều đó là chi? Một chiều là cởi trói, trói buộc. Một chiều là mở trói nha. Hai điều này tùy vào sự thông minh nhất định của ta mà ta làm được. Đây là bước thứ nhất. Đời sống là một sự ràng buộc, đời sống là một sự liên hệ. Ý thứ hai, tự mình thưa các vị là những buộc ràng, nó là một nguyên tắc. Thế rồi trong cái nguyên tắc căn bản của sự buộc ràng này, tùy vào trình độ tri thức của người ta, sự hiểu biết của người ta, người ta có thể ngay trong buộc ràng người ta cởi được những buộc ràng nhé. Tại sao? Thưa các vị, nếu các vị đi vào con đường học Phật có được cái kiến giải chân chánh, kiến giải chân chánh, điều thứ nhất mình yêu cầu đó là tu tập. Kiến giải khi có được cái kiến giải chân chánh thì người ta mới có thể tự giải thoát mình khỏi buộc ràng thôi. Giải thoát nhiều tầng nhé. Cái tầng tình cảm ta cũng giải thoát được, cái tầng tu tập ta cũng tự mình giải thoát được, là cái tầng chứng nghiệm sâu xa đời sống tâm linh mình cũng có thể tự mình vươn lên để chứng nghiệm được. Còn nếu không có kiến giải chân chánh thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta liên hệ ở đâu thì vướng víu và ràng buộc ở đó nghe. Liên hệ với gia đình thì bị ràng buộc với gia đình. Liên hệ với bằng hữu, pháp hữu, ta liên hệ với bất cứ ai thì thưa các vị, ta liền dính mắc với bất cứ cái việc đó, hoặc con người đó, hoặc là cái vị trí đó. Nguyên tắc nó là như vậy. Kinh A Hàm có bài kinh hay lắm. Có một anh thợ săn. Một hôm anh bắt được con khỉ mang về, gặp các thầy tỳ kheo. Tỳ kheo năn nỉ nói: anh vui lòng thả giùm con sinh vật này, nó thoát khỏi cái tình trạng là bị trói rồi bị giết. Tôi thợ săn nói: thưa ngài, tôi có thể thả nó ra không khó khăn. Thế nhưng mà rồi người khác cũng bắt thôi. Nó nói: tại sao? Nói: thưa thầy, tại vì cái loại này thì nó là luôn là đụng cái thứ chi, nó cũng là gì, cái tánh của khỉ là nó làm chi các vị biết không? Thứ chi nó cũng thò vào, thứ chi nó cũng mò tai, thứ chi nó cũng vớ vào, tức là tai của nó luôn truyền cành truyền nhánh, chưa bao giờ nó ở không cả. Thế cho nên nếu con thả nó ra thì người khác cũng bắt, và cũng bằng cái con đường là nó luôn chạm thứ chi, nó dính cái thứ ấy, cho nên cuối cùng thân phận của nó cũng như vậy mà thôi. Thế rồi anh thợ săn có nói: thầy có biết không, cái loại này dễ bắt nó lắm thưa thầy. Hỏi: anh bắt cách nào? Nếu thưa thầy, con để một miếng bầu ngay chính giữa, chung quanh con thoa hết, nó có loại mũ, nó dính như mũ mít vậy đó. Thế rồi anh sờ cái tay vô, anh nắm để anh bước vô anh lấy bầu thì cái tay nó dính. Cái anh sờ tay kia vô, anh gỡ tay nọ, sờ tay kia vô nó dính cái tay, sờ cái chân vô thì nó dính cái chân. Đem cái chân thứ tư để gỡ ba cái, một cái tay, hai cái chân, hai cái tay, một cái chân dính thì cái chân thứ tư nó dính. Anh nói: biết làm sao? Anh thò mỏ anh cắn thì nó cũng dính luôn, nó mỏ luôn.
Thế rồi còn lại cái đuôi nhúc nhích, anh đưa cái đuôi vô, anh quậy quậy thì dính cái đuôi luôn, cho nên cuối cùng con lượm về rất gọn. Rồi con nghĩ rằng con thả nó thì trong tương lai nó vẫn bị bắt như thế này. Hầu như là con bắt khỉ 100 con đều lâm vô tình trạng 100 con như vậy. Thế rồi các thầy thì kheo về bắt với Phật, Đức Phật nói các ông cũng giống như loài khỉ vậy đó. Các ông đụng đâu dính đó. Tức là nhìn thấy sắc thì dính sắc, nghe tiếng thì nó dính tiếng, mũi ngửi mùi hương thì nó dính mùi hương, và những cái xúc chạm tới thân các ông thì nó cũng dính chạm. Rồi ý các ông mà khởi cái điều chi thì các ông cũng đều dính với cái đó. Thế các vị mình giải thích điều này để các vị nhận diện nghe. Ví dụ như các vị nhìn sắc màu thì các vị liền khởi cái chi? Yêu với ghét, phải không? Ở trong quá khứ ta chỉ nhìn một người cái là ta khởi yêu ghét, cho nên ta dính luôn cho tới 40 năm sau gỡ không ra. Cũng là dính mắt, ngay con mắt thôi là đã khó khăn rồi nghe. Ngay lỗ mũi, ngay lỗ tai, vân vân. Thưa các vị, ai cũng có kinh nghiệm điều này cả. Và các vị hình dung rằng là không một con khỉ nào nó ngồi yên hết. Không con khỉ nào nó ngồi yên hết. Rồi thậm chí người ta giả vờ đóng khỉ thôi, người ta cũng không ngồi yên nghe. Các vị biết rằng là cái anh chàng nổi tiếng đóng phim Tề Thiên đó, Lục Tiểu Linh Đồng, phải không? Thưa các vị, anh đóng xong bộ phim Tề Thiên rồi về vỡ thôi luôn. Tại vì cái tính cách khỉ tự nhiên nó nhập tâm ảnh rồi, anh đứng đâu anh cũng gãi, đứng đâu anh cũng là có cái cử chỉ y như khỉ, cho nên vợ anh sợ quá thôi luôn. Là từ cái điều này các vị quy chiếu này, các vị nhìn coi là chúng ta đúng với điều Phật dạy nghe. Tâm thì viên, ý thì mã, là như vậy. Ý ta thì nó chạy nhanh hơn ngựa, tâm chúng ta thì nó gặp cái chi nó đều nắm cái ấy. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, là khi có được kiến giải chân chánh, tức là có được cái chánh kiến một trong bát chánh đạo, thì các vị mới có khả năng đoạn trừ được tất cả những dính mắc. Mình đã vừa định nghĩa rằng đời sống là một sự tiếp xúc, phải không? Trong cái tiếp xúc có hai phần, một phần nó tạo thành bất hạnh, một phần nó có thể giúp cho chúng ta ngay sự tiếp xúc mà chúng ta có thể làm cho mình giải thoát được. Rồi cái phần mình khai triển đó là để làm cho mình giải thoát. Thì ý đầu tiên là từ năng lực học Phật của các vị, thấu hiểu chánh pháp của các vị mới có thể trong mọi tiếp xúc các vị quán chiếu, để các vị xả ly những cái chấp trước của mình. Bằng không thì chúng ta cứ theo con đường cũ đó, cả đời mình cứ vậy thôi, không cách chi vượt thoát được. Thế cho nên, thưa các vị, điều đầu tiên trước khi đi vô tu tập kiến giải chân chánh này, tôi xin xác định một điều rằng là tâm thức chúng ta nó có một thói quen là nó luôn bám víu, luôn nắm chặt tất cả những cái gì nó tiếp xúc nghe. Mắt mình nhìn là mình nắm, mình liền chấp trước rất chặt. Ý nghĩ của mình vừa khởi thì mình liền nghĩ rằng cái ý nghĩ này rất là đúng. Mình nhìn người ta, mình phê bình, phán xét, mình khen đẹp, khen xấu, mình nói thầm rằng dễ thương hay khó thương, thì các vị liền là dính cứng với cái ý niệm đó, các vị không thay đổi được. Năm trước mình gặp người ta, đúng là người ta khó ưa đó. Thế nhưng một năm đi qua, thưa các vị, họ đổi thay chứ họ có phải là như vậy đâu. Ấy vậy mà cái ý tưởng mình hồi năm rồi mình gặp người đó, mình thấy rằng họ khó ưa, thì năm nay gặp lại mình cũng nghĩ như vậy nghe. Cho nên cái điều đầu tiên xin thưa rằng, trước khi tu tập để có một kiến giải chân chánh, thì các vị phải biết rằng cái kiến giải của chúng ta hiện tại, cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta hiện tại, nó là một loại suy nghĩ theo phàm tâm thôi. Mà phàm tâm thì như khỉ vậy, chờ đâu dính đấy nha, nhìn đâu dính đấy, nghe đâu dính đấy. Do vậy cho nên bắt đầu mình tạo thành một cái tập khí mới. Tập khí mới là tập khí chi? Tập khí trên cái nền tảng của hiểu biết giáo lý, mình nhìn mọi việc nó không giống như là mình đã nhìn trong quá khứ. Tức là mình lật ngược lại hết, lật ngược những cái suy nghĩ của mình trong quá khứ, cái nhìn của mình trong quá khứ, những cái quan điểm của mình trong quá khứ. Thế nào là lật ngược lại? Thưa các vị, ví dụ như bình thường mình có cái nhìn rất là tự nhiên đó, là gia đình này
phải thuộc về ta, con cá này phải hoàn toàn là chịu cái sự chỉ đạo của ta. Ví dụ như vậy đi, thường thường tâm thức của người Việt mình có một thói quen, đó là áo mặc không qua khỏi đầu, phải không? Áo mặc không qua khỏi đầu, con cá không thể khôn hơn ta, nhất định là phải như vậy. Bây giờ mình thử làm bộ lật ngược lại, là mình chấp nhận một điều là con cái nó khôn hơn mình, được không? Và thực tế thì có như vậy hay không? Thực tế cũng có một phần rất quan trọng là như vậy nhé. Thế hệ sau, thưa các vị, nó không hài lòng với những điều các vị sắp đặt cho nó bao giờ. Một đứa con lớn và 17, 18 tuổi, nó đều có một, nó có một cái sắc thái chung là nó luôn phản kháng lại các vị à. Các vị đừng hòng áp đặt mọi việc lên đời sống của nó được cho mất công. Và một trong những điều ta cần phải làm đó là mình thương, nhưng mà mình cũng tạo cho con cái mình một cái không gian nhất định để nó tự trưởng thành trên đôi chân của nó. Nó tự biết sắp đặt đời sống của nó. Thưa các vị, là cái ngành giáo dục của Mỹ bây giờ nó khám phá rằng là tất cả những cái điều tệ hại của những đứa trẻ Mỹ lớn lên mà sở dĩ nó trở thành là kẻ ác độc là một nè, trở thành cái thành phần gọi là gì, sách súng bắn giết người đó, bạo động là hai, và không có đồng cảm với người khác, và tâm thức của nó tràn đầy phẫn nộ là ba. Thưa các vị, đều từ nền giáo dục gia đình khác. Nền giáo dục gia đình của bố mẹ đặt nó trong cái tình trạng là nó chỉ lớn cái xác mà không có cái đầu, tức là chê một em bé lớn xác. Đó là tình trạng giáo dục của người Mỹ bây giờ, nó đang kêu gào về vấn đề này à. Cho nên cái nền giáo dục chân chính là, thưa các vị, là hai, ta hãy tập cho điều thứ nhất, con cái mình nó chịu trách nhiệm về đời sống của nó, chứ không phải là ta làm một người bảo mẫu luôn cho nó. Tới cái lúc nó 20 tuổi, nó cũng trở thành một em bé trong vòng tay chăm sóc của ta. Tức là nó chỉ lớn về phần xác thịt, nó như một cậu thanh niên, nhưng mà bản chất của nó, tâm thức của nó thì nó vẫn không phát triển được, nó không trưởng thành được. Nó chỉ là một đứa bé lớn xác mà thôi. Thế thì lâm vô cái tình trạng là lúc nó 70 tuổi mà ta còn sống thì nó cũng là một đứa bé chưa trưởng thành được. Cho nên giáo dục hiện tại họ đã có những cái định hướng rằng là ta hay tập cho những đứa bé nó chịu trách nhiệm về đời sống của nó ngay lúc bé thơ. Cha mẹ hãy làm như người bàng quan, đứng bên ngoài quan sát vào đời sống của con em, khi nào nó cần thiết lắm mình mới đưa bàn tay vô giúp nó. Thế là cái điều kiến giải chân chánh ở tầng cao, thưa các vị, mình hình dung rằng là mọi nỗi khổ dưới tầng đời này nó đều phát sinh từ sự chia ly, phải không? Chia ly nó có hai phần nhé. Phần thứ nhất là chia ly lúc còn sống, thứ hai là chia ly lúc chết. Và thưa các vị, nếu mình có một kiến giải chân chánh thì mình phải có một cái quan niệm rằng là cuộc đời này, hành tinh này, và nói ở tạm, ta đã có mặt nơi đây tới triệu kiếp rồi nhé, không phải một kiếp này. Và cứ một kiếp thì chúng ta có nhân duyên thì chúng ta gặp lại, rồi chúng ta lại chia tay, rồi nếu gieo nhân duyên lành thì kiếp sau ta lại gặp lại. Ngay cái bước đầu quan niệm như thế này thì chúng ta làm cái chi đối với đời sống của mình hiện tại? Tránh tạo thêm quá nghiệt. Thông thường một kiếp này lây quay không khéo thì mình tạo thêm cái nỗi ân oán quan trái. Và ân oán quan trái, thưa các vị, gặp nhau thì chuyện gì phát sinh? Ngay kiếp này mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà đâu đã hết, trả nợ chưa xong mà lây quay coi chuyện kiếp sau lại dí người ta lại đòi nợ nữa, hoặc là người ta dí mình ta đòi nợ nữa, thì thưa các vị tội nghiệp nghe. Nếu trong một kiếp này sống với nhau rất đẹp, sống nhau rất lành, sống nhau rất dễ thương, là một món quà làm hạnh phúc cho nhau, thưa các vị, cái điều tuyệt vời là lần sau các vị gặp lại, các vị cũng cống hiến được niềm vui hạnh phúc cho nhau nhé. Thưa các vị, có nhiều bài kinh trong A Hàm, trong Tứ Hương Bộ á, có những vị họ gặp
Đức Phật có nói, bạch Thế Tôn, là từ ngày con có gia đình tới giờ con tràn đầy hạnh phúc, dường như là chưa có một cái gì xảy ra lục đục và chịu đựng lẫn nhau cả. Con muốn rằng là trong tương lai chúng con gặp lại nhau để hạnh phúc được đời này và đời nữa. Con phải làm thế nào? Thế Tôn dạy một bài kinh là hãy gieo cái chủ nhân là đừng làm bất hạnh, hãy gieo cái chủ nhân là luôn cống hiến hạnh phúc cho nhau, thì đời này gặp hạnh phúc, đời sau gặp hạnh phúc nha. Thưa các vị, cái quan niệm về đời sống bình thường đó là đời sống chúng ta hiện tại là chúng ta vẫn mơ ước điều này. Thế thì ở cái mức độ thứ hai, thưa các vị, nếu các vị có quan niệm rằng đời sống này đó là một nơi, một bến đò tạm đó, dừng chân một chút bên quán ven đường rồi lại qua đò, rồi lại đi tiếp, rồi có cơ hội gặp lại, tức là hành tinh này là bến đỗ tạm thời của một linh hồn, ta đi ta về lại nơi đây, thế thì cái điều đầu tiên đó là các vị sẽ trân quý từng ngày, trân quý sự có mặt của nhau, không có nở bung vải vào nhau những cái điều phiền muộn bất an, hoặc là hành hạ, hoặc là quỷ nhục, hoặc là chà đạp nhau nghe. Tại vì trong tương lai ta còn gặp lại. Sống hết tình với nhau trong một kiếp này, cái điều nó sẽ xảy ra là tới lúc chia tay thì lòng ta không có gì ân hận cả. Tất cả những điều đẹp đẽ nhất ta đã làm rồi, tất cả những sự cống hiến tuyệt vời nhất ta đã cống hiến, cho nên không cần khóc. Đôi khi mình thấy mấy cái đám ma, mình thấy Phật tử khóc quá nhiều, mình nghĩ chắc là họ vụng về lắm hay sao á. Họ cư xử không có đẹp với người thân, cho nên bây giờ họ vô cùng ân hận, họ tiếc nuối hay sao. Chứ còn nếu sống thật đẹp, thật lành, thật tuyệt vời thì thưa các vị, tất cả những điều cần làm ta đã làm, không có lý do gì khóc, khóc lóc nữa. Không biết mình nói như thế nó có đụng chạm nhau không, nhưng mà thưa các vị nên lưu ý nghe. Điều thứ hai, khi có được cái kiến giải chân chánh của Phật Pháp rồi, thưa các vị, chúng ta có một quan niệm rất tự nhiên đó là ai đến đây cũng một giai đoạn rồi đi nghe. Thế thì chuyện gì phát sinh khi người thân ta ra đi? Không có chi buồn phiền cả. Tại vì ta cũng đi, người kia cũng đi, con cái ta cũng đi, bố mẹ ta đã từng có mặt ở đây rồi cũng đến và đi. Thế thì khi các vị có được cái kiến giải Phật Pháp như thế này thì tự mình giải thoát được những buộc ràng. Những buộc ràng của các vị nơi đây là buộc ràng với nỗi khổ, với bất an, với bất hạnh, với nỗi đau, với cái sự sầu thảm mất còn nhé. Thưa đại chúng, có những trường hợp mình thấy rất là tội nghiệp và không biết làm sao cứu được nghe. Rất tội nghiệp đó là có những người Phật tử lúc mình ở Việt Nam đó, các vị hình dung rằng là ông mất 30 năm bà rời quê hương Việt Nam, bà ở Mỹ bà về, và bà lên chùa bà gặp cái hình ông là bà ôm mà khóc thôi như là lúc ông mới mất vậy. Và các vị hình dung rằng là 30 năm rời quê hương qua đến nơi này, con cái nó đã trưởng thành, nó làm được bao nhiêu việc, thế nhưng mà rồi thưa các vị, cái nỗi đau của lòng nó vẫn còn y như cái ngày ông mất. Thì các vị chung coi là nỗi đau này ai giải thoát giùm ta được? Không ai cởi ra được cả. Chỉ có các vị là người có năng lực tự mình quyết định về cởi trói cho mình hay không mà thôi, chứ không có thần linh nào thay các vị cởi trói được nha. Tóm lại, thưa đại chúng, đời sống là một sự ràng buộc, đời sống là một sự liên hệ. Các vị liên hệ từ mức độ cạn của đời sống vật chất. Nếu các vị có được kiến giải chân chánh thì các vị ngay trong đời sống vật chất các vị có thể giải thoát mình khỏi những ràng buộc nghe. Thế nào là giải thoát mình khỏi ràng buộc vật chất? Ta quan niệm rằng mọi thứ của cái vật chất giữa trần đời này chẳng qua nó là cái điều kiện để mình sống tạm thời trong một giai đoạn, cho nên nó đến là chuyện của nó, rồi nó đi cũng là chuyện của nó. Mình rất là cần đời sống vật chất để có được một đời sống tiện dục, thế nhưng mà mình cũng đủ năng lực để có thể giúp đỡ người khi thấy người ta còn cần nhiều hơn mình nữa. Thế thì ngay đời sống hiện tiền đối với vật chất, ta không có đến nỗi nắm cứng như thế này, không đến nỗi khổ đau gì mất mát, ta có thể chia sẻ nó cho người khác.
Bên sau đời sống vật chất là đời sống tình cảm, thưa các vị. Ta cũng có thể tự giải thoát mình bằng cách rằng là nuôi con bằng tất cả tấm lòng. Thế nhưng mà khi nó trưởng thành rồi, ta cho phép nó, chắp đôi cánh cho nó, để nó bay, chứ không có bắt nó là vì phải cắt, gắn đôi cánh thì không được bay đi đâu, hãy ở với ta, không có chuyện đó. Tự nhiên mình giải thoát cho người, giải thoát cho mình. Đời sống thứ ba, thưa các vị, là tất cả những nỗi buồn, sự phiền muộn, nỗi bất an, vân vân của các vị cũng có quyền làm cho nó cấp, làm cho nó bốc khói bay đi mất, nếu các vị có được cái năng lực hiểu biết Phật Pháp. Tức là các vị quan niệm rằng đời sống mọi việc đến đi tùy vào các duyên, lành và dữ, ngắn và dài trong quá khứ đã từng ta đã từng tạo. Do vậy cho nên hết lòng với những cái mà chúng ta đang sở hữu, hết lòng với những điều kiện đang có trong ta, nhưng mà cũng đầy quan hỷ khi nó rời tay ta, nó ra đi nha. Rất vui sống từng ngày, nhưng mà cũng rất an lạc, bằng lòng khi trở lại về cho các bụi để mình còn tái lập lại đời sống trong một cơ hội khác. Đây là ba điều mình nói về tự mình giải thoát những ràng buộc, từ ràng buộc vật chất đến ràng buộc tình cảm, cho tới những ràng buộc đối với niềm đau, nỗi khổ, sự bất hạnh của chính các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, là thì giờ học chúng ta không nhiều, nhưng mà những điều này nếu các vị nắm được thì tôi nghĩ rằng là trong một đời tu tập của chúng ta, ta phải làm được hai việc. Một là gì? Một là nuôi dưỡng năng lực hiểu biết của chúng ta, hiểu biết Phật Pháp của chúng ta, để có một cái kiến giải chân chánh về đời sống của chính chúng ta. Điều thứ hai, hãy tận dụng những tháng ngày mình có mặt trong cuộc đời, nuôi dưỡng mình bằng năng lực trí tuệ phát triển, nuôi dưỡng mình bằng những cái nhân duyên lành mình liên hệ với người, để trong tương lai trả này về này về cho các buổi, thì trong một lần có mặt lại, chúng ta có rất nhiều những nhân duyên lành để chúng ta tiếp tục trên con đường tu học. Dừng ở đây, thấy gần tới giờ rồi. Giờ việc làm các vị chắp tay, chúng ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo xin đại chúng duỗi chân là xoa bóp một chút trước khi các vị đứng lên.